coi như vậy. Chương trình truyền hình tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Con Tum đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Anh bắt chiếc này. Chết rồi. Chăm ngôi đây.